Kính chào các bạn, ngày hôm nay thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019 thì chúng ta có mặt ở đây, ở ngay một địa điểm rất lịch sử của nước Đức, châu Âu cũng như thế giới. Và sau lưng tôi đây là một cái khu cổng thành, gọi là cổng thành Brandenburg Tor, nơi đã chứng kiến cái sự sụp đổ của nhà nước Cộng hòa Dân chủ Đức với thể chế của Cộng sản từ những năm 1989, khi người dân quyết định đạp đổ bức thành và để họ đi sang với Cộng hòa Liên bang Đức này, và sau đó nước Đức đã trở nên thống nhất. Và cũng liền ngay sau đó thì khối Đông Âu gồm có nhiều nước xã hội chủ nghĩa cũng đã tan rã, và giờ đây họ đã trở thành một những cái nhà nước dân chủ với nhiều đảng phái, và cuộc sống của người dân đã hoàn toàn tự do, cũng như tự do báo chí. Và các bạn thấy sau lưng tôi là cuộc sống rất yên bình và sạch sẽ, cũng như là thoáng đãng ở một trung tâm thủ đô Berlin, nơi có hàng triệu người sinh sống. Và cái việc này hiện nay ở Việt Nam dường như đang ở trong quá trình chuyển tiếp như vậy, nhân sự kiện ở Trung Quốc liên tục xâm phạm chủ quyền biển đảo của Việt Nam tại khu vực bãi Tứ Chính, và cái căng thẳng Biển Đông, thì liệu Việt Nam có nhẫn nhịn không để trở thành một cái nước chư hầu của Trung Quốc hay không? Và các bạn cũng đã biết Việt Nam và Trung Quốc thì cùng chung ý thức hệ cộng sản. Đây là hình ảnh mà Đại hội Đảng của Trung Quốc, nơi các bạn có thể tham khảo trên những trang tin thì thấy rất rõ điều đó. Đó là việc Trung Quốc vẫn tiếp tục đưa ra cái cờ búa liềm giống y như Việt Nam để đưa họp Đại hội Đảng, và chỉ là có một đảng duy nhất lãnh đạo Trung Quốc cũng như Cộng sản và Đảng Cộng sản ở Việt Nam mà thôi. Đây là hình ảnh các bạn có thể tham khảo thêm. Và từ trước đến nay Trung Quốc bất cứ làm điều gì thì sau đó Việt Nam một thời gian lại làm một điều đó. Các bạn hãy quay lại lịch sử của Trung Quốc, khi mà họ làm cách mạng văn hóa thì Việt Nam cũng làm những điều tương tự. Và sau đó Việt Nam làm cải cách ruộng đất đã làm chết hàng trăm nghìn người Việt Nam, và trong đó có rất nhiều những nhà tư sản đã giúp đỡ chính quyền Cộng sản Việt Nam thời kỳ đó cũng đã bị tử hình hoặc bị chôn sống và bị nhiều cái tù đầy khác nhau. Và cũng cùng thời gian đó họ đã đập phá đền chùa miếu mạo của do cha ông để lại, và bây giờ Việt Nam sau một thời gian đổi mới thì đã bắt đầu xây dựng lại. Thì đấy là những cái sai sót rất lớn của Việt Nam. Và không những thế, trong quá khứ Trung Quốc đã viện trợ rất nhiều cho Việt Nam thời kỳ đánh Pháp, đánh Mỹ, nhưng gần đây thì Việt Nam lại ngược lại, lại chào đón hai nước này và hy vọng những nước này quay lại Việt Nam để đầu tư cũng như là có những hoạt động khác ở trong nước. Vậy hình ảnh mà các bạn thấy đây là rất phổ biến ở trên các trang mạng truyền thông trong nước cũng như ở nước ngoài, đó là việc hình ảnh chủ tịch Hồ Chí Minh và ông Mao Trạch Đông, chủ tịch Mao Trạch Đông cùng cạn ly, và đây là hình tượng tiêu biểu cho cái hợp tác của Việt Nam và Trung Quốc những thời kỳ đó. Và Trung Quốc đã viện trợ cho Việt Nam rất nhiều, nhưng cái việc viện trợ của Trung Quốc cho Việt Nam thì cũng nên xếp xét lại. Đó là việc để Việt Nam đánh Pháp, đấy là Việt Nam đánh Mỹ, và cuối cùng thì sinh mạng của người Việt Nam đã bị chết hàng nhiều triệu người của cả hai phía, từ phía miền Bắc, đó là những người lính quân đội nhân dân Việt Nam, và những người dân thường và những cháu bé, những trẻ em, phụ nữ cũng chết vì bom đạn, và cả những người ở miền Nam thời Việt Nam Cộng Hòa họ cũng đã bị chết vì những cái khủng bố của hai bên với nhau. Và cuối cùng Trung Quốc là người chi tiền cho cái việc đó. Thì bây giờ đặt lại câu hỏi, điều đó có thể giải quyết được với con đường hòa bình và với con đường đàm phán và với con đường ngoại giao, thì lúc đó Việt Nam đã không tìm cách để thực hiện cái biện pháp đó mà lại sử dụng những biện pháp chiến tranh. Và chính điều đó là Trung Quốc đã ngày càng bắt rễ sâu vào nội bộ Việt Nam, cũng như viện trợ cho Việt Nam, và sau đó họ có những chính sách tác động với Việt Nam rất lớn, mà cho đến thời kỳ này vẫn như vậy. Tuy nhiên thì thời gian đó đã qua, sau năm 1975 thì Việt Nam đã thống nhất đất nước, thì Trung Quốc lại quay ra để tìm mọi cách khống chế Việt Nam và mong rằng Việt Nam tiếp tục đi theo con đường của họ. Và cụ thể nhất đó là khi Việt Nam đưa quân vào giải phóng Campuchia thì ở phía Bắc, biên giới phía Bắc, Trung Quốc ở vào năm 1979 cũng đã dạy cho Việt Nam một bài học, và họ đưa những cái sư đoàn chủ lực rất đông và người và vũ khí đến để tấn công các tỉnh biên giới phía Bắc. Và tại đây họ đã làm bất ngờ và giết chết hàng trăm nghìn người Việt Nam, phụ nữ, trẻ em, người già, và phá tan những cái cơ sở vật chất của Việt Nam ở biên giới phía Bắc. Đây là hình ảnh các bạn có thể xem trên những mạng truyền thông ở trong nước, tuy đưa không nhiều
nhưng vẫn có những hình ảnh như vậy là chiến tranh Việt Trung vào năm 1979 khi mà quân Trung Quốc xâm lược các tỉnh phía Bắc của Việt Nam. Và chính sách của Trung Quốc thì không những thế mà họ liên tục tìm mọi cách gây sức ép đối với Việt Nam. Và tiếp theo sau đó là vào năm 1988 thì Trung Quốc đã chớp nhoáng giết chết 64 cái người lính quân đội nhân dân Việt Nam tại đảo Gạc Ma. Và điều đó rất nguy hiểm ở chỗ khi Việt Nam tham gia vào hội nhập quốc tế thì dường như Trung Quốc không muốn điều đó và họ liên tục gây sức ép. Và các bạn có thể thấy những hình ảnh gần đây nhất đó là việc Trung Quốc đã vẽ ra đường lưỡi bò và họ tìm mọi cách để bảo vệ cái đường lưỡi bò mà họ tự nghĩ ra này như vậy. Và họ đưa quân sự, quân đội, tàu hải cảnh ra để liên tục đâm phá và thăm dò ngay trên cái thềm lục địa của Việt Nam. Đó là hình ảnh mà các bạn thấy gần đây nhất. Là vào ngày 16 tháng 8 năm 2019, Trung Quốc vừa gửi một tàu hải cảnh Shaojin 46111 từ Hoàng Sa tới để hỗ trợ hộ tống tàu Hải Dương 8 thăm dò địa chất trong vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Đây là hình ảnh mà các bạn có thể xem trên chia sẻ của ông Phó Giáo sư Matheson dạy ở trường Hải quân Mỹ, và ông cập nhật thường xuyên những thông tin như vậy. Và cái điều này thì báo chí trong nước dường như là không chịu đưa một cách chi tiết và đầy đủ, cho nên người dân ở trong nước vẫn phải cập nhật những thông tin ở những cái trang như Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, Đài RFI, Đài RFA của Thời báo DE, cũng như của những nhà báo và blogger độc lập ở nước ngoài và trong nước. Đây là hình ảnh mà các bạn thấy rất gần với thời gian vừa qua, và liên tục tàu Trung Quốc và ngay cả thời điểm này họ vẫn quay ở khu vực vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam để tiếp tục thăm dò. Và đây là chiếc tàu hải cảnh số 46111 vừa được điều tiếp tế và hộ tống cho tàu Hải Dương 8 tiếp tục. Những cái tàu này rất lớn và Trung Quốc thiết kế và xây dựng rất nhiều để có những cái tàu đều lắp pháo và để dùng để vây hút các tàu Việt Nam cũng như là gây sức ép liên tục trên các bờ biển Việt Nam. Mà theo như những cái bản đồ trong hải trình của những cái chiếc tàu này thì xung quanh đó thì có rất nhiều tàu Trung Quốc liên tục quần đảo, và cái điều đó gây rất nguy hiểm cho cái việc mà tự do hàng hải, tự do hàng không của Việt Nam cũng như quốc tế khi đi ra những vùng biển này. Và ngoài ra thì những cái đường chín đoạn đó mà Việt Nam thường gọi là đường lưỡi bò thì đã xâm nhập và chiếm giữ rất nhiều cái vùng chủ quyền biển đảo, lãnh thổ, đó là vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam. Và nếu mà chúng ta nhìn trên bản đồ thì thấy Việt Nam chỉ còn những cái khu vực giống như vỉa mép vỉa hè mà thôi, và bên ngoài những khu vực lớn nhất thì Trung Quốc đã chiếm giữ. Và Trung Quốc không những vậy mà họ còn liên tục gây ra những sức ép và liên tục gây chiến với rất nhiều những cái nước xung quanh từ trước đến nay. Và trong cái lịch sử cận đại thì Trung Quốc đã xâm lược Tây Tạng vào năm 1951, và các bạn thấy sau đó họ sát nhập Tây Tạng vào Trung Quốc. Và đây là hình ảnh mà họ Phật giáo ở Tây Tạng đã bị Trung Quốc đàn áp như thế nào, thì các bạn thấy là rất dã man. Họ đánh những cái sư sãi, những cái người nghiên cứu, và không có bất cứ một cái vũ khí nào ở trong những cái tu viện của Tây Tạng. Và cái điều này đã làm cho Trung Quốc trở thành một đất nước bị quốc tế lên án rất nhiều liên tục trong thời gian qua. Và những cái dân tộc thiểu số của Trung Quốc cũng như là những cái vùng biên giới xa của Trung Quốc thường xuyên người dân bị đàn áp như vậy. Và không những xâm lược Tây Tạng vào năm 1951 mà ngoài ra Trung Quốc còn có chiến tranh với Ấn Độ vào năm 1962. Đấy là cuộc chiến tranh cũng rất dữ dội ở vùng biên giới, và xung đột với biên giới Trung Xô vào năm 1969, tức là với Liên Xô. Và hình ảnh đây các bạn có thể thấy là Trung Quốc Trung Quốc đánh Úc chiếm đảo khiến Liên Xô không kịp trở tay. Thì đây là hình ảnh như vậy. Và binh sĩ Trung Quốc xô sát với biên giới với lính biên phòng Liên Xô trên đảo gọi là chân đảo tiếng Trung Quốc, và tiếng Nga thì gọi Damaski. Đây là hình ảnh các bạn có thể tra khảo ở trên những cái trang truyền thông của quốc tế mà vẫn lưu giữ những hình ảnh này. Và vào năm 1988, như đã nói, Trung Quốc là tiếp tục đưa tàu ra và chiếm đảo Gạc Ma, và ở đây họ đã bắn chết 64 chiến sĩ và công binh của quân đội nhân dân Việt Nam. Và cái điều này cho đến ngày nay vẫn để lại dấu hằn rất sâu trong lòng người dân cũng như là trong quân đội Việt Nam về cái việc mà Trung Quốc rất ngang nhiên và rất dã man đối với cả những cái người, ngay cả những người đồng chí như Việt Nam của họ.
Và hiện nay chỉ cần ở ngoài bãi tiêu chính cũng như ngoài cái vùng đặc quyền kinh tế của Việt Nam, tàu của Trung Quốc vẫn liên tục quần đảo, và họ luôn luôn nói rằng đấy là lãnh thổ của họ và yêu cầu các tàu của Việt Nam phải rời ra. Và chỉ cần Trung Quốc hoặc Việt Nam hiện nay nếu nổ súng trên Biển Đông thì lập tức cán cân chính trị sẽ thay đổi, Việt Nam không còn con đường nào khác là phải ngả hoàn toàn vào Mỹ và châu Âu để được sự bảo trợ. Bởi vì các bạn đã biết, nếu Việt Nam đứng một mình như hiện nay thì không có bất cứ nước nào, ngay cả những cái nước sau chủ nghĩa anh em như Cuba, Lào, Bắc Triều Tiên và một số nước khác cũng không hề lên tiếng ủng hộ Việt Nam trong cái việc mà chống lại Trung Quốc xâm phạm chủ quyền biển đảo, mà chỉ có những nước như Mỹ và Liên minh châu Âu, Anh, Pháp là liên tục đưa ra những cái ủng hộ và phản đối Trung Quốc trong cái sự việc này. Và hình ảnh mà các bạn cũng thấy vừa qua rất rõ là cái phản đối của Bộ Ngoại giao Mỹ đã đưa ra, và họ nói rằng là Trung Quốc rất rõ là Mỹ lên án Trung Quốc là chế độ côn đồ. Và đây là hình ảnh mà các bạn thấy trong cái thời gian vừa qua. Và đây là cái tiếng nói ngoại giao mà đã dùng đến cái từ côn đồ thì rất nặng rồi. Đấy, thì không thể nào cứu vãn được về cái việc mà Trung Quốc có thể tôn trọng những cái hiến pháp và luật pháp quốc tế nữa, mà bây giờ chỉ có thể liên kết với những nước như vậy, như Mỹ, như Anh, như Pháp để có thể bảo vệ được Việt Nam. Và đây là những cái người mà khi Việt Nam vào cái lúc lâm nguy nhất thì lại họ, chính họ lại giơ tay và họ ủng hộ Việt Nam, thì Việt Nam nên xem xét điều này để có thể thực hiện những cái cam kết sau tới đây. Tuy nhiên, nếu mà Trung Quốc nổ súng hoặc Việt Nam nổ súng, một trong hai bên, thì đương nhiên thì Trung Quốc sẽ mất đi người đồng chí lâu năm và Việt Nam sẽ chuyển đổi thành thể chế dân chủ và tự do để phù hợp với sự hợp tác mới của mình. Cũng có thể trong thời gian tới, đây là giai đoạn cuối của chủ nghĩa cộng sản, sẽ sớm sụp đổ tại Việt Nam, và có thể chúng ta sẽ chứng kiến một lần nữa ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng của chúng ta là một lần nữa sẽ có giọt nước mắt rơi vào lịch sử. Và đây là hình ảnh mà các bạn cũng đã thấy Tổng Bí thư nước mắt nghẹn ngào tại Hội nghị Trung ương 6 trong thời gian vừa qua. Và nếu mà Trung Quốc và Việt Nam nổ súng thì ông Nguyễn Phú Trọng chắc chắn sẽ là cái người mà có cái vai trò lần cuối cùng của Đảng Cộng sản khi tồn tại Việt Nam. Và đương nhiên là người dân Việt Nam hiện nay không muốn giữ và sống trong một cái thể chế độc tài và mất tự do, mất dân chủ như vậy. Họ cũng được muốn như châu Âu, ở đây các bạn thấy nước Đức tự do và được đi lại, được tự do học hành, được tự do kinh doanh. Và khi cầm cái hộ chiếu Việt Nam, các bạn có thể tự hào đi đến khắp nơi trên thế giới như nước Đức, như nước Nhật và các nước khác. Muốn vậy thì Việt Nam phải chuyển đổi và thay đổi thể chế một cách nhanh nhất và với sự hỗ trợ của Mỹ, của châu Âu và những nước văn minh khác. Rất cảm ơn các bạn đã chú ý theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức ngày hôm nay, thứ Bảy, ngày 17 tháng 8 năm 2019. Và các bạn hãy để lại những bình luận cũng như những chia sẻ sau video này để chúng tôi cùng được biết và phục vụ các bạn những thông tin mới nhất, nhanh nhất và kịp thời nhất. Chào các bạn và chúc các bạn và gia đình một buổi tối cuối tuần hạnh phúc và vui vẻ.